Đời này làm sao mà cắn được ê. Do các bạn yêu cầu rất nhiều nên hôm nay mình sẽ làm Venom xuất hiện trong Poppy Playtime. Mình đã giữ đúng lời hứa rồi, nên là các bạn đừng quên giúp mình kèm bấm nút like này, bấm đăng ký kênh để mình có động lực làm nên thật nhiều video mới các bạn xem nhá. Ok. Ui, đồ ăn hại. Thôi Thánh ơi, anh vụng về quá. Anh phá hoại chứ không phải anh vụng về đâu. Và trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp ai hả Ốc? Gặp Venom. Venom là một con quái vật ngoài hành tinh các bạn ạ. Nó là những cái chất nhầy nhầy đó các bạn, xong rồi nó biến thành cái con quái vật ý. Ừ, nó bám vào người xong nó ký sinh. Ừ. Xong biến thành quái vật, đáng sợ lắm các bạn. Ui. Trời ơi, biết chưa? Trời ơi các bạn ơi, đây chính là Venom trong Poppy Playtime ư? Trời đất ơi, sao cái lưỡi nó dài nhưng mà em bảo nhá, cái lưỡi nó bình thường là phải rủ xuống chứ. Sao con này lưỡi lại thế này? Cái lưỡi nó nhọn hoắt mà thẳng đừ ra luôn các bạn ạ. Trời ơi. Tí mà nó cạp vào đầu mình ấy, nó dùng cái lưỡi đấy cắm vào đầu mình mình cũng chết luôn. Ừ, răng thì vô cùng sắc nhọn luôn các bạn. Nhưng mà em lại thấy cái tay cầm chìa khóa của nó hơi bánh bèo anh ạ. hơi bê đê má ơi. Ui, cái lưng nó này rất đô luôn các bạn. Đấy. Rồi, anh sẽ đặt bàn tay vào đây. Và chúng ta sẽ lấy được cái chìa khóa. Tinh tinh tinh. Ui. Ui. Tao không thích mày. Dạng này mấy con quái vật rất là nhây các bạn ạ. Không đưa chìa khóa ngay cho mình, cứ phải đưa chìa khóa để mình còn chơi game chứ. Mà các bạn đang tò mò là cái cánh cửa này có gì đúng không? Và bên Quy Thành và Ốc đã tìm ra cách để bây giờ chúng ta đi xuyên qua cửa này để xem bên ngoài nó có cái gì nha các bạn. Rồi, các bạn đã sẵn sàng để xem sau cái cánh cửa này có gì chưa? Vào luôn đi chứ còn chờ đợi gì? Ôi. Ui. Ui. Các bạn ơi, nó chẳng có gì đâu, đây là ngoài map rồi. Hóa ra sau cái cánh cửa này chưa có gì các bạn ạ. Có lẽ là đợi phần 2 thì người ta sẽ xây thêm đấy. Ừ, đúng rồi. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình chơi Poppy Playtime và gặp Venom nha các bạn. Rồi mình đang ở chỗ đoạn chúng ta sẽ đi sửa điện. Tên ho và Venom đã biến mất các bạn ạ. Một cái kịch bản luôn luôn diễn ra là nó sẽ biến mất. Nó sẽ đợi mình ở đằng cuối game. Tí nó sẽ đuổi mình và Ăn thịt bên này. Ui, cánh tay Venom thật kìa Ốc kìa các bạn kìa. Ui. Anh tóm chuột rồi, đáng lẽ anh xích chặn vào được nó rồi đấy. Suýt thì chạm được nó rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ lấy cái bàn tay màu đỏ nhá. Chắc là tí nó sẽ tấn công mình để nó biến mình thành vật chủ để nó ký sinh đó Ốc ạ. Thôi đi, nó thèm vào ký sinh anh ấy. Nó lại cho anh chết toi luôn, vĩnh biệt luôn. Biết đâu nó ký sinh anh trở thành siêu anh hùng thì sao. Thôi, bạn đừng bốc phét đi. Rồi ta, cái tụ năng lượng đâu hết rồi ta. Rồi, tìm thấy cái cuối cùng rồi, bây giờ sẽ kéo cánh cửa này ra và đi vào trong này rồi quay lại xem có phải là Hookie còn xuất hiện ở kia không nhá. Chết rồi, đi nhầm cửa rồi, đồ ngu. Hookie vẫn là Hookie không ạ. Bây giờ anh thử bay lên đấy, đi ra đằng sau xem nó làm gì đấy nhá. Hello Hookie, nó đang nhìn mình, đợi mình lên đây ấy, xong nó dọa mình, nó chuẩn mất đấy Ốc ạ. Thử đi vào sau xem là nó trông như thế nào. Ok, đi vào sau nhá. Ui, anh lao ngay vào đầu gối của nó. Đấy, ôi, thấy chưa các bạn? Nó đang nằm ở đây, nó ngó đầu ra đây này. Xôi, lông này, Ốc xem lông của nó này. Ui, nhìn ghê quá thật sự luôn ấy. Ui, anh vừa đi vào mắt của nó đúng không? Đúng rồi. Đấy, cái răng của nó này cũng rất là kinh luôn. Thôi được rồi, chúng ta tiếp tục hành trình cho các bạn. Lắp cái này vào đây, cái này vào đây. Và chúng ta sẽ lấy được bàn tay màu đỏ. Đúng rồi, mang bàn tay màu đỏ lại cho ta. Umbala. Boom. Vậy là anh đã có đủ hai bàn tay rồi Ốc ạ. Nhưng mà chúng ta vẫn phải đi nối điện trước đã, để khởi động được cái máy làm đồ chơi thì mới gặp được Venom. Đúng rồi. Ui, sau một hồi cuối cùng mình đã sửa điện hết cái khu này thành công rồi. Đấy. Và bây giờ mình sẽ khởi động cỗ máy làm trò chơi. Làm đồ chơi chứ không phải làm trò chơi. Bấm đi. Đúng là hơi dở hơi đấy. Nhà máy sản xuất đồ chơi hoạt động. Khói chưa? Khói đúng rồi, khói rồi.
Đấy, bây giờ chúng ta sẽ làm đồ chơi để gặp được Venom nha các bạn. Ý, tò mò quá, không biết Venom nó sẽ tấn công mình như nào ta. Bây giờ trong thời gian chờ đợi chúng ta sẽ đi làm vài cái bẫy để cho nó. Món đồ chơi đã được làm xong rồi, lấy ra nào. Pèo. Và chúng ta sẽ đi gặp Venom. Đặt vào đây để nó quét. Ở đây. Ông ơi, em đã sẵn sàng gặp Venom chưa? Các bạn ơi, sẵn sàng chưa? Đi đi. Trời ơi. Sao lại như thế này ta? Sao bây giờ nhìn nó gầy gầy ta? Trông nó buồn cười các bạn ạ. Sao Venom đến trông này? Chân dài 3 mét à? Đây, cẩn thận. Úi, con này. Thấy trông nó buồn cười không ạ? Trời ơi, nhìn nó gầy. Từ, phải nhảy qua đây đã. Ôi thôi, xong B Quy Thành ơi. Nhảy hụt cái, thế là tụt xuống dưới không nhảy lại được. Làm lại nào các bạn ơi. Lần này, yên tâm mình sẽ không bị Venom ăn thịt nữa đâu. Chạy. Té qua đây luôn. Ôi giời ơi, B Quy Thành ơi, anh lại nhảy hụt nữa rồi. Ý. giả vờ ngu thôi, chỗ này nhiều máu này, thông minh lắm. Trời ơi, cái đầu đang quay theo mình, nhìn thấy không? Ui, cái lưỡi nó kinh quá ông ơi. Ờ, lưỡi đúng là lưỡi của quái vật nha. Ui, nhưng mà con này trông này thấy buồn cười thật ấy. Người dài dài xong chân nhỏ nhỏ, giống trông như người mẫu ấy. Đấy, bây giờ anh làm một phảo thuật cho ông xem nhá. Anh sẽ dẫm vào đầu nó xong anh chạy đi này. Ấy, ấy. Chưa chết chưa, ai bảo anh dẫm vào đầu nó. Trời ơi, dẫm vào đầu suýt thì chạy được rồi. Chắc là chân nó dài quá, nó đuổi kịp đó. Đúng rồi. Mình đã quay trở lại rồi. Và lần này đảm bảo mình sẽ không hề ăn hại. Yeah. Ui, nó đi xuyên tường rồi đấy. Trời ơi, Venom bay lên. Ui, chạy nhanh. Chạy ngay đi, trước khi mọi điều dần tồi tệ hơn. Ôi. Còn lâu mới bắt được ta nữa nha Venom nha. Ui, ông ơi, xem cái đầu của nó kìa. Ui, cái đầu của nó sao nó lại thế này. Nó quay tròn vòng quanh để nhìn mình luôn ạ. Mình đi đâu nó nhìn được hết á. Bây giờ mình sẽ trèo qua bên này ông ơi. Chưa phát hiện ra đâu. Đấy. Liu. Nó phát hiện ra đâu thầy. Anh thử nấp đằng sau cái máy này xem. Đấy. Rồi. Nó lại đến đây rồi. Nó phát hiện mình trốn ở đằng sau này rồi sao á? Tất nhiên, nó luôn luôn nhìn mình mà. Ui, cái lưỡi nó thoi ra sau lưng kìa, ảo rồi đấy. Làm sao nhỉ? Chỗ này đấy nha. Ui, nó xuất hiện rồi. Đi trốn đi. Mà ông ơi, em thấy chỗ này có cái đường ống làm đồ chơi đúng không? Bây giờ mình rút dưới này chắc là nó không cắn được mình đâu. Đây này, làm sao mà cắn được. Bố mình nhịn nó lâu lắm rồi đấy nhá. Venom máu hiện ra Umbala. Ui. Ôi bạn ơi. Bay đúng đầu mình như thế. Này ơi, anh xui quá đi. Sao anh xui dã man, mấy con quái vật lần trước cũng vậy, nó bay đâu không bay, toàn bay đậu ở trên đầu mình xong nó ăn thịt mình. Ông ơi, em còn muốn khám phá cái cánh cửa số 05 này không? Tất nhiên là có rồi, chúng ta chưa bao giờ thành công khi mở cánh cửa 05 cả các bạn. Ok, hôm nay thì mình sẽ thử tí đi xuyên qua xem bên trong nó có gì nhá, nhưng mà trước tiên thì sẽ gặp mình đã. Venom. Lên là lên. Trời ơi. Ui, nó bay tít được kia luôn. Rồi, giờ chúng ta sẽ dùng lại. Nhanh lên. Rồi. Thật là ảo ma, chúng ta đi đến chỗ khác rồi các bạn. Nhưng mà hình như là nó vẫn ăn thịt được. Mình dùng lại, mình chạy đi rồi mà nó vẫn ăn thịt mình. Chúng ta vào luôn cánh cửa số 05 này xem bên trong nó có gì nhá. Chứ như lúc nãy ra bị con Venom ăn thịt. Ngu người thật đấy, mặc dù mình dịch chuyển ở chỗ khác rồi. Rồi, đi xuyên qua nào. Úi rồi. Úi. Ồ. Oh.
Vậy là cánh cửa số 05 này nối ra bên ngoài map các bạn. Nếu mà chúng ta đi qua cánh cửa này được ấy, thì rơi tòm xuống đây là chúng ta bị hy sinh đấy. Còn cái cánh cửa đối diện, cánh cửa số 05 nhé. Bây giờ giúp quà xem bên trong có gì nhé. Cánh cửa này gọi là nấc thang xuống địa ngục ấy các bạn. Trong này có một cái phòng rỗng, chưa có gì cả. Cầu thang đi xuống dưới nè. Cầu thang đi xuống dưới sâu lắm các bạn ơi. Thôi kệ đi. Đấy, chúng ta tiếp tục game thôi. Bây giờ sẽ gặp Venom và lần này mình sẽ trốn thoát khỏi Venom nhá, không để nó bắt nữa. Mấy lần trước đen thôi, đỏ quên đi. Mệt mỏi rồi. Ảo ma thật đấy các bạn ạ. Đứng lại. Thè lưỡi ra. Mình cũng thè lưỡi ra. Anh là gì với cái lưỡi của Venom? Mau chạy đi. Lưỡi nó dài quá, mình không đọ lưỡi dài được với nó đâu. Đấy, chuẩn bị này, nó chuẩn bị xuất hiện này ốc này. Thật đấy. Boom. Biết ngay mà. Giống cái mồm nó ghê quá trời luôn ấy. Sao anh cảm thấy đáng sợ thế này ông ơi. Chính xác ta đã. Bỏ cái lưỡi của ngươi đi. Nó đuổi mình, nó cứ thè lưỡi như kiểu nó muốn ăn thịt mình á. Tất nhiên Venom biểu tượng nó là thè lưỡi mà. Không, sắp đến đường hầm rồi. Rút xuống. Chúng ta sẽ thoát được nó. Nó vừa đi qua cái ốc này. Nó biết thừa mình ở trong đấy đi. Bây giờ đây này, nhìn đây này. Ui, Venom ơi, tha tôi. Không. Nói nhầm mà mì nó tròn ngược lại các bạn ạ, đáng sợ thật đấy. Cay quá. Lại nào ốc ơi, lần này á, anh sẽ cho nó thành công cho em và các bạn xem nhá. Được rồi. Ấy, nó xuất hiện đôi kia đó. Bây giờ nhấp nhấp vô. Đó. Lần này chắc được rồi. Đó. Tết mông nè, chuyên mục tết mông quái vật. Trời ơi, cái mông nó buồn cười quá Bên Quỳnh Thành ơi. Nên anh lùi bước về sau. Rồi nha, Venom mà chuẩn bị tiếp chiêu của ta. Ui, nó rơi xuống dưới rồi kìa. Ui, vậy là mình đã tiêu diệt được Venom rồi ông ơi. Trời ơi, Bê Quý Thánh ơi, sau rất nhiều lần thất bại, anh cuối cùng đã tiêu diệt được Venom. Ủa, gì mà đấu với anh? Venom á, đúng cái chết luôn. Bạn đi kinh rồi. Rồi các bạn ơi, vậy trong video ngày hôm nay, Bê Quý Thánh và Ốc đã cho các bạn xem Venom xuất hiện trong Poppy Playtime rồi. Và các bạn đừng quên bấm nút like nhé. Đủ 1 người like, tụi mình sẽ làm thêm tập mới về một nhân vật bí ẩn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại bạn video lần sau. Đăng ký kênh nữa nhé, để có thể đón xem thật nhiều video mới hơn từ tụi mình.